Kính thưa quý vị, những con số cuối cùng của những cuộc thăm dò cũng đã được ghi nhận. Chúng ta sẽ cùng nhau xem hết kết quả của tất cả 50 tiểu bang. Xem hiện tại ông Trump và bà Harris, mỗi người sẽ được bao nhiêu phiếu đại cử tri nhé. Trước khi tiếp tục, quý vị nhớ bấm like và subscribe, đăng ký cho kênh để cập nhật tin tức mới nhất và nóng nhất của cuộc bầu cử tổng thống Mỹ nhé. Đây sẽ là một động lực rất lớn cho tôi để cập nhật thêm nhiều tin tức nóng bỏng để gửi đến cho quý vị. Chúng ta hãy bắt đầu với tiểu bang Washington. Tiểu bang Washington có 12 phiếu đại cử tri. Tiểu bang này đã bầu cho đảng Dân Chủ từ năm 1988 tới nay. Vào năm 2020, Washington đã bầu cho ông Biden với 19,2 chấm. Và vào năm 2016, lại bầu cho bà Clinton 15,7 chấm. Và khi chúng ta nhìn vào những cuộc thăm dò tại Washington, thì cuộc thăm dò mới nhất của King TV từ ngày 9 tháng 10 cho đến ngày 14 tháng 10 cho thấy bà Harris đang dẫn 22 chấm. Và cuộc thăm dò trước đó của Cascade PBS là 21 chấm. Cho nên chúng ta có thể thấy rằng tiểu bang này là một thành trì kiên cố của đảng Dân Chủ. Và cũng vì lý do đó cho nên người ta không có nhiều hứng thú để thăm dò tiểu bang này. Vì vậy, Washington sẽ là màu xanh đậm. Kế tiếp là tiểu bang Oregon. Tiểu bang Oregon có 8 phiếu đại cử tri. Vào cuộc bầu cử lần trước, Oregon đã bầu cho ông Biden với tỷ số là 16,1 chấm. Và vào năm 2016, Oregon đã bầu cho bà Clinton 11 chấm. Khi nhìn về Oregon, chúng ta thấy rằng là ở đây chỉ có một cuộc thăm dò duy nhất, còn ít hơn là ở bang Washington. Cuộc thăm dò này là của Hoffman Research từ ngày 24 tháng 7 tới ngày 26 tháng 7. Coi như đây cũng là tài liệu quá cũ rồi. Cuộc thăm dò đó cho ta thấy rằng bà Harris dẫn ông Trump 5 chấm. Đây là thời gian đầu lúc bà Harris vừa thay thế ông Biden trong cuộc chạy đua tổng thống. Và tuy Oregon và Washington là hai tiểu bang láng giềng cùng chung chí hướng, cùng bầu cho đảng Dân Chủ từ năm 1988 đến nay, nhưng vì Oregon chỉ có một cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn 5 chấm, cho nên Oregon là một tiểu bang xanh nhạt. Kế đến là tiểu bang California. California là tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ, có khoảng 39 triệu người, và cũng là tiểu bang có tổng sản lượng quốc gia cao nhất trên toàn nước Mỹ, đứng hạng thứ 5 trên toàn thế giới. Vì là tiểu bang đông dân nhất, cho nên California có số đại cử tri lớn nhất ở con số 54 phiếu. California đã bầu cho ứng cử viên Dân Chủ từ năm 1992 đến nay. Và theo ba cuộc thăm dò tại đây cho thấy, bà Harris đang dẫn ông Trump gần 24 chấm tại tiểu bang này. Vì vậy, California cũng sẽ là màu xanh đậm. Kế đến là tiểu bang Alaska. Alaska có 3 phiếu đại cử tri. Alaska đã bầu cho đảng Cộng Hòa từ năm 1976 đến nay. Đây là một trong những bang đỏ trung thành nhất. Và khi nhìn vào tài liệu của Alaska thì chúng ta thấy ở đây không có một cuộc thăm dò nào cả. Bởi vì xu hướng bầu cử của Alaska đã quá rõ ràng. Vào năm 2020, Alaska đã bầu cho ông Trump hơn 10 chấm. Và 2016, Alaska vẫn bầu cho ông Trump hơn 15 chấm. Tuy nhiên, vì con số ủng hộ của Alaska chỉ trên dưới 10 chấm ở cuộc bầu cử vừa rồi, cho nên Alaska sẽ là một bang đỏ nhạt. Kế đến là tiểu bang Hawaii. Hawaii có 4 phiếu đại cử tri. Hawaii là một tiểu bang trung thành với đảng Dân Chủ, đã bầu cho đảng Dân Chủ từ năm 1976 đến nay. Chỉ có một ngoại lệ là vào năm 1984 đã bầu cho đảng Cộng Hòa. Và cũng tương tự như Alaska, chúng ta không tìm thấy một cuộc thăm dò nào cả tại Hawaii. Vào năm 2020, Hawaii đã bầu cho ông Biden 29,5 chấm. Vào năm 2016, Hawaii đã bầu cho bà Clinton hơn 32,2 chấm. Vì lý do đó, Hawaii chắc chắn sẽ bầu cho bà Harris và sẽ là một tiểu bang xanh đậm. Kế đến là chuỗi tiểu bang Utah, Idaho, Montana, Wyoming, North Dakota, South Dakota. 6 tiểu bang này là thành trì kiên cố của đảng Cộng Hòa, với tiểu bang Utah là tiểu bang đông dân nhất. Và những tiểu bang này đều ít nhất bầu cho ông Trump từ 18 chấm trở lên. 6 tiểu bang này cộng lại được 23 phiếu đại cử tri. Và nếu chúng ta đem so sánh với tiểu bang California thì đây chỉ là con số ít hơn phân nửa của tiểu bang California mà thôi. Vì những khu vực này là những khu vực thưa thớt rất ít dân. Tại Utah, theo thăm dò thì bình quân người dân sẽ bầu cho ông Trump ít nhất là 24 chấm. Ở Idaho không có một cuộc thăm dò nào cả. Nhưng theo dữ liệu thì qua những cuộc bầu cử 2016 và 2020, người dân ở đây bầu cho ông Trump ít nhất là 30 chấm trở lên. Wyoming cũng không có một cuộc thăm dò nào cả, nhưng ở đây sự ủng hộ của ông Trump lên đến gần 50 chấm. Tại Montana, theo những cuộc thăm dò thì sự ủng hộ của ông Trump lên đến 18 chấm. North Dakota thì được hơn 30 chấm. South Dakota lên đến gần 30 chấm. Vì vậy, chuỗi 6 tiểu bang này đều là tiểu bang đỏ đậm. Kế đến là tiểu bang Nebraska. Nhìn về tổng thể thì Nebraska là một tiểu bang đỏ đậm, nhưng ở đây có một luật lệ đặc biệt so với những tiểu bang khác. Bầu cử tại Nebraska được chia ra 3 khu vực khác nhau. Và theo thăm dò tại Nebraska, địa hạt thứ 3 là nơi ủng hộ ông Trump nhiều nhất.
với con số lên đến 45 chấm, trong khi địa hạt thứ hai ủng hộ bà Harris với 8 chấm và địa hạt thứ nhất ủng hộ ông Trump 8 chấm. Nebraska có 5 phiếu đại cử tri, mỗi địa hạt sẽ được 1 phiếu đại cử tri. Người thắng cuộc sẽ lấy được phiếu của địa hạt đó, và người thắng cuộc trên toàn tiểu bang sẽ lấy được thêm 2 phiếu đại cử tri. Vì vậy, ông Trump sẽ lấy được địa hạt thứ nhất và địa hạt thứ ba, cho nên ông ấy sẽ lấy được thêm 2 phiếu đại cử tri toàn tiểu bang. Còn bà Harris sẽ lấy được địa hạt thứ hai với 1 phiếu đại cử tri. Kế đến là hai bang Colorado và New Mexico. Colorado có 10 phiếu đại cử tri, New Mexico có 5 phiếu. Tính ra, tiểu bang Colorado là một tiểu bang dao động. Từ năm 76 đến năm 2004, tiểu bang này đã đa số bầu cho đảng Cộng Hòa. Và từ 2008 đến nay thì đã bầu cho đảng Dân Chủ. Vào năm 2016, tiểu bang Colorado chỉ bầu cho bà Clinton với 4,9 chấm. Tuy nhiên, vào năm 2020, tiểu bang này đã nghiêng mạnh về phía ông Biden với số 13,5 chấm. Và hiện tại, theo cuộc thăm dò duy nhất, thì bà Harris dẫn đầu ông Trump 11 chấm. Vì vậy, tiểu bang Colorado sẽ là một bang xanh nhạt. Tại New Mexico, theo thăm dò thì bà Harris đang dẫn ông Trump 7,4 chấm theo tỷ lệ bình quân. Những con số thăm dò mới nhất của Rasmussen's Report cho ta thấy rằng bà Harris chỉ dẫn ông Trump 5 chấm. Và có tin đồn rằng những con số thăm dò của ông Trump cho thấy con số còn sát hơn những cuộc thăm dò này đã đưa ra. Vì vậy, sắp tới đây ông Trump sẽ có một cuộc vận động tại tiểu bang New Mexico. Tuy nhiên, trong thời điểm này, tiểu bang New Mexico vẫn là tiểu bang xanh nhạt. Kế đến lại là một chuỗi tiểu bang trung thành với đảng Cộng Hòa. Con số đại cử tri của nhóm tiểu bang này đáng kể hơn nhóm vừa rồi. Những tiểu bang này gồm có Kansas với 6 phiếu đại cử tri, Oklahoma 7 phiếu, Iowa 6 phiếu, Missouri 10 phiếu, Arkansas 6 phiếu, Louisiana 8 phiếu, Mississippi 6 phiếu, Alabama 9 phiếu, Tennessee 11 phiếu, Kentucky 8 phiếu, Indiana 11 phiếu, Ohio 17 phiếu, West Virginia 4 phiếu và South Carolina 9 phiếu. Chúng ta bắt đầu với Kansas. Tại đây chỉ có một cuộc thăm dò duy nhất cho thấy ông Trump dẫn bà Harris 5 chấm. Tuy nhiên, cuộc thăm dò này đã quá cũ với một nhóm người tham gia rất thấp, cho nên theo tôi thấy cuộc thăm dò này không đáng tin cậy. Và theo dữ liệu của hai cuộc bầu cử trước thì ông Trump được sự ủng hộ ít nhất là 15 chấm. Vì vậy, theo tôi thì cuộc bầu cử lần này ông Trump nhất định sẽ nhận được ít nhất 15 chấm trở lên. Tại Oklahoma cũng có một cuộc thăm dò duy nhất là 16 chấm. Số người tham gia cũng rất ít. Tuy nhiên, nhìn vào kết quả của hai cuộc bầu cử trước, chúng ta thấy rằng ông Trump nhận được ít nhất là 33 chấm trở lên. Iowa cũng chỉ có một cuộc thăm dò duy nhất cho thấy ông Trump dẫn trước 4 chấm. Đây là một cuộc thăm dò cũng rất đáng khả nghi, với tài liệu cũng hơi cũ. Nhìn theo kết quả của hai cuộc bầu cử trước thì ông Trump dẫn ít nhất là 8 chấm. Nhưng với xu hướng của kỳ bầu cử lần này, tôi nghĩ ông Trump ít nhất phải được 10 chấm trở lên. Tại Missouri cũng chỉ có một cuộc thăm dò duy nhất cho thấy ông Trump dẫn 10 chấm. Theo dữ liệu cũ thì ông Trump dẫn ít nhất là 15 chấm. Arkansas cũng có một cuộc thăm dò duy nhất và cũng hơi cũ. Theo dữ liệu bầu cử thì ông Trump dẫn gần đến 30 chấm. Tại Louisiana không có một cuộc thăm dò nào hết. Theo dữ liệu thì ông Trump dẫn ít nhất 18 chấm trở lên. Mississippi, ông Trump dẫn 16 chấm trở lên. Alabama, Trump dẫn 25 chấm trở lên. Tennessee, 23 chấm trở lên. Kentucky, 25 chấm trở lên. Indiana, 16 chấm trở lên. Tại Ohio, con số xích sao hơn. Với những cuộc thăm dò cho ta thấy ông Trump đều dẫn đầu, và con số bình quân của những cuộc thăm dò này là khoảng 7 chấm. Theo như 2016 và 2020 thì ông Trump dẫn hơn 8 chấm. Và theo tôi, lần này ông Trump sẽ dẫn ít nhất là 10 chấm. Tại West Virginia, một cuộc thăm dò duy nhất cho thấy ông Trump dẫn 27 chấm. Nhưng theo hai cuộc bầu cử vừa rồi, ông Trump đã dẫn 39 chấm trở lên. Cuối cùng là tại South Carolina, theo hai cuộc thăm dò duy nhất cho thấy ông Trump dẫn từ 10 tới 13 chấm. Và dữ liệu cũ cũng cho ta thấy rằng ông Trump dẫn từ 11 tới 14 chấm. Vì vậy, trong nhóm tiểu bang đỏ này, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas, Louisiana, Mississippi, Alabama, Tennessee, Kentucky, Indiana, West Virginia và South Carolina là những tiểu bang đỏ đậm. Duy chỉ có hai tiểu bang Iowa và Ohio sẽ là những tiểu bang đỏ nhạt. Tiếp theo là chuỗi tiểu bang thân dân chủ, trong đó bao gồm tiểu bang Minnesota, Illinois, Virginia, New York, New Hampshire, Vermont, Connecticut, New Jersey, Delaware, Maryland, Washington DC, Massachusetts, Rhode Island và Maine. Chúng ta bắt đầu với tiểu bang Minnesota. Minnesota là tiểu bang khá trung thành với đảng Dân Chủ và đã bầu liên tục cho đảng Dân Chủ từ năm 76 đến nay. Hiện tại bà Harris đang dẫn ông Trump 4,8 chấm, nhưng cuộc thăm dò mới nhất đây chỉ cho bà ấy dẫn có 3 chấm.
Năm 2020, Minnesota đã bầu cho ông Biden với 7,2 chấm. Trong khi năm 2016 thì con số giữa ông Trump và bà Clinton rất xích sao, chỉ có cách nhau khoảng 1,5 chấm. Nhìn vào thăm dò thì Minnesota hiện tại đang nghiêng về đảng Dân Chủ. Nhưng mà đến ngày bầu cử thì theo tôi thấy thì chuyện gì cũng có thể xảy ra. Và ông Trump cũng có thể lật tiểu bang này bất cứ lúc nào. Nhưng với dữ liệu hiện tại thì chúng ta phải cho Minnesota về tay bà Harris ngay tại thời điểm này. Cho nên Minnesota sẽ là tiểu bang xanh nhạt. Kế đến là Illinois. Tiểu bang Illinois có tới 19 phiếu đại cử tri. Illinois đã từng là bang đỏ chuyển xanh, đã bầu cho đảng Dân Chủ từ năm 1992 đến giờ. Hiện tại không có một cuộc thăm dò nào tại Illinois. Nhưng chúng ta biết rằng tiểu bang này đã bầu cho bà Clinton và ông Biden hơn 16 chấm. Cho nên Illinois sẽ là tiểu bang xanh đậm. Tiếp theo là Virginia. Tiểu bang Virginia có 13 phiếu đại cử tri. Tiểu bang Virginia cũng là một tiểu bang đỏ đổi xanh, đã bầu cho đảng Cộng hòa từ năm 76 cho đến năm 2004 và bắt đầu từ năm 2008 đã đổi sang bầu cho đảng Dân Chủ. Virginia đã bầu cho ông Biden với 9,4 chấm vào năm 2020. Và theo những cuộc thăm dò gần nhất đây, hiện tại thì bà Harris đang dẫn với 5,8 chấm. Tuy nhiên với cuộc thăm dò gần nhất cho thấy bà ta chỉ dẫn có 2 chấm. Và nếu như tình trạng này kéo dài từ đây đến ngày bầu cử thì có lẽ là ông Trump vẫn có cơ hội lật tiểu bang này trở ngược thành tiểu bang đỏ. Tuy nhiên trong thời điểm hiện tại thì tiểu bang Virginia vẫn là tiểu bang xanh nhạt. Kế đến là New York. New York có 28 phiếu đại cử tri. Tiểu bang New York đã bầu cho đảng Dân Chủ từ năm 76 đến giờ. Chỉ có hai ngoại lệ, đó là năm 80 và năm 84 đã bầu cho đảng Cộng Hòa. Theo những cuộc thăm dò hiện tại thì bà Harris đang dẫn 17 chấm tại New York. Nhưng nếu chúng ta nhìn vào dữ liệu cũ thì chúng ta có thể phân tích được rằng là ông Biden và bà Clinton được sự ủng hộ cao hơn bà Harris với tỷ số 21,3 chấm và 23,1 chấm. Nhưng dù sao con số ủng hộ của bà Harris vẫn rất là cao, cho nên New York vẫn là tiểu bang xanh đậm. Kế đến là New Hampshire. Bà Harris hiện tại đang dẫn ông Trump 4 chấm. Điều đặc biệt ở đây là năm 2016, bà Clinton chỉ dẫn ông Trump với tỷ số 0,3 chấm, một con số rất rất nhỏ. Cho nên trong cuộc bầu cử năm nay, ông Trump vẫn có cơ hội cao để lật ngược tiểu bang New Hampshire thành tiểu bang đỏ. Trong hiện tại, đây vẫn là tiểu bang xanh nhạt. Tại Vermont, có một cuộc thăm dò duy nhất cho thấy bà Harris dẫn ông Trump đến 41 chấm. Không cần phải bàn luận gì nữa, Vermont sẽ là tiểu bang xanh đậm. Tại Connecticut, bà Harris dẫn ông Trump 16 chấm. Và năm 2020, ông Biden dẫn 20,1 chấm, bà Clinton dẫn 12,2 chấm. Cho nên, Connecticut vẫn là xanh đậm. Tại New Jersey, dữ liệu mới nhất cho ta thấy bà Harris đang dẫn 12 chấm. Và hai cuộc bầu cử trước cũng cho ta thấy đảng Dân Chủ dẫn 12 chấm trở lên. Cho nên, tiểu bang này là tiểu bang xanh nhạt. Tại Delaware, bà Harris đang dẫn với 20 chấm. Năm 2016, bà Clinton dẫn 11,5 chấm, ông Biden thì dẫn 19 chấm. Cho nên tạm thời Delaware là tiểu bang xanh đậm. Tiếp tục là Maryland. Tại đây, bà Harris đang dẫn đầu với con số áp đảo là 29,2 chấm. Cho nên chúng ta cũng không bàn cãi nhiều, Maryland là tiểu bang xanh đậm. Tiếp theo là Washington DC. Không có một cuộc thăm dò nào cả tại DC. Nhìn vào dữ liệu là chúng ta thấy là khu vực này là khu vực xanh đậm nhất trên toàn nước Mỹ. Năm 2016 đã bầu cho bà Clinton với tỷ số 88,7 chấm. Và bầu cho ông Biden với con số 86,8 chấm. Cho nên chúng ta có thể nói là khu vực DC là khu vực xanh muôn thuở. Tiếp theo là Massachusetts. Tại Massachusetts, bà Harris đang dẫn ông Trump 28,5 chấm. Kết quả của hai cuộc bầu cử trước cũng khá tương tự. Cho nên Massachusetts cũng là tiểu bang xanh đậm. Tiếp theo là Rhode Island. Tại Rhode Island, chỉ có một cuộc thăm dò duy nhất cho thấy bà Harris đang dẫn ông Trump 20 chấm. Ông Biden cũng dẫn ông Trump trên 20 chấm. Và bà Clinton dẫn ông Trump gần 15 chấm. Cho nên Rhode Island cũng là tiểu bang xanh đậm. Cuối cùng là Maine. Ở đây, cách bầu cử cũng tương tự với tiểu bang Nebraska. Tiểu bang Maine được chia làm hai địa hạt. Địa hạt thứ nhất và địa hạt thứ hai. Theo thăm dò thì địa hạt thứ nhất đang ủng hộ cho bà Harris với 23 chấm. Và địa hạt thứ hai bầu cho ông Trump 9 chấm. Và theo tổng thể tiểu bang thì bà Harris dẫn đầu ông Trump 7 chấm. Tuy nhiên bà Clinton chỉ dẫn ông Trump 2,9 chấm. Đó là lý do tại sao một số người lại nói là tiểu bang Maine không nằm quá tầm tay của ông Trump trong cuộc bầu cử này. Và cũng như Nebraska, ai thắng địa hạt nào thì người đó sẽ thắng được một phiếu đại cử tri. Và người nào thắng tổng thể tiểu bang sẽ được thêm hai phiếu đại cử tri nữa. Và theo dữ liệu, bà Harris sẽ thắng địa hạt 1 và ông Trump thắng địa hạt 2. Tuy nhiên, địa hạt 1 là nơi đông dân nhất, cho nên bà Harris sẽ thắng luôn cả tiểu bang Maine. Và kết quả là bà Harris sẽ được 3 phiếu đại cử tri và ông Trump sẽ được 1 phiếu. Kế đến là hai tiểu bang có dân số lớn nhì và ba nước Mỹ. Đó là tiểu bang Texas với 40 phiếu đại cử tri và tiểu bang Florida với 30 phiếu. Tiểu bang Texas là tiểu bang Cộng hòa muôn thuở, đã bầu cho đảng Cộng hòa từ năm 80 đến nay. Tuy nhiên, vì thay đổi dân số, tiểu bang Texas đã nhận thêm rất nhiều dân cư từ những tiểu bang xanh như là Cali, New York.
Cho nên chúng ta có thể thấy rằng là từ năm 2012 trở đi, tiểu bang Texas từ đỏ chuyển sang đỏ nhạt. Và theo nhiều cuộc thăm dò cho thấy, hiện tại ông Trump đang dẫn bài Harris với 7,2 chấm. Và hai cuộc thăm dò gần nhất cho thấy ông Trump dẫn 8-10 chấm. Cho nên tiểu bang Texas sẽ là tiểu bang đỏ nhạt. Tiếp theo là Florida. Tiểu bang Florida là tiểu bang dao động đúng nghĩa. Năm 96 đã từ đỏ sang xanh, và năm 2000 từ xanh sang đỏ. Rồi năm 2008 từ đỏ sang xanh, 2016 từ xanh sang đỏ, và năm 2020 vẫn giữ màu đỏ. Năm 2016, Florida đã bầu ông Trump với tỷ số rất nhỏ, đó là 1,2 chấm. Tuy nhiên năm 2020, con số này đã tăng lên 3,3 chấm. Và hiện tại, theo những cuộc thăm dò cho thấy, ông Trump đang dẫn đầu bài Harris tới 8,5 chấm. Nghĩa là ông Trump đã mở rộng sự ủng hộ tại tiểu bang Florida từ 3 cuộc bầu cử vừa qua. Cho nên tiểu bang Florida cũng là tiểu bang đỏ nhạt. Cuối cùng chúng ta chỉ còn lại 7 tiểu bang chiến trường với tổng số phiếu đại cử tri ở mức 93 phiếu. Đây là những tiểu bang sẽ làm nên tên tuổi của ông Trump hoặc là bà Harris. Chúng ta hãy bắt đầu với tiểu bang Arizona. Vào lúc khởi đầu cuộc tranh cử, ai nấy cũng nghĩ tiểu bang Arizona là một trong những tiểu bang khó đối với ông Trump. Vì năm 2020, ông Trump đã thua tiểu bang này với 0,3 chấm. Trong khi 2016, ông ấy đã thắng bà Clinton 3,5 chấm. Nghĩa là sự ủng hộ của ông ấy đã giảm sút nhiều. Tuy nhiên, theo những cuộc thăm dò mới nhất cho ta thấy rằng là sự ủng hộ của ông Trump ngày càng vững mạnh. Với hai cuộc thăm dò gần nhất của Atlas Intel cho thấy ông Trump đang dẫn với 4 chấm. Vì vậy, ông Trump sẽ có cơ hội cao để nắm lấy 11 phiếu đại cử tri của Arizona. Arizona sẽ là tiểu bang đỏ nhạt. Tiếp theo là Nevada, có 6 phiếu đại cử tri. Từ hơn một tháng qua, ai nấy cũng nghĩ là Nevada sẽ thuộc vào tay bà Harris. Vì trong hai cuộc bầu cử trước, Nevada đã thuộc vào tay bà Clinton và ông Biden. Khi chúng ta nhìn vào những cuộc thăm dò mới nhất gần nhất, thì ông Trump đang dẫn bà Harris tới 0,9 chấm. Và với cuộc thăm dò mới nhất của Atlas Intel thì ông Trump đang dẫn 4 chấm tại đây. Vì vậy, Nevada cũng sẽ là một tiểu bang đỏ nhạt. Tiếp theo, chúng ta chú ý vào tiểu bang Wisconsin. Wisconsin là một trong những tiểu bang khó thăm dò nhất và đã liên tục thay đổi giữa bà Harris và ông Trump trong mấy tháng vừa qua. Hiện tại, bà Harris đang dẫn ông Trump 0,3 chấm. Tuy nhiên, con số này rất nhỏ và tiểu bang này vẫn có thể thuộc vào tay bất cứ ai trong vòng 5 ngày sắp tới. Nhìn về hai cuộc bầu cử trước, thì năm 2016, ông Trump thắng bà Clinton với con số rất nhỏ là 0,7 chấm. Và năm 2020, ông Biden lại dẫn ngược ông Trump 0,7 chấm. Và với không khí bầu cử của năm nay, khi xu hướng của ông Trump rất mạnh so với năm 2020, cho nên tôi nghĩ rằng tiểu bang này sẽ thuộc về ông Trump. Tuy nhiên, chúng ta vẫn phải tôn trọng con số và tiểu bang Wisconsin sẽ là một tiểu bang xanh nhạt. Tiếp theo là tiểu bang Michigan. Hiện tại, bà Harris đang dẫn Michigan với 0,8 chấm. Tiểu bang này là một tiểu bang cũng rất khó thăm dò. Ông Trump đã thắng tiểu bang này năm 2016 với con số rất nhỏ, đó là 0,3 chấm. Năm 2020, ông Biden lấy về cho đảng Dân Chủ với tỷ số 2,8 chấm. Và theo tôi thì Michigan cũng như là Wisconsin, con số dẫn của bà Harris rất là nhỏ. Cho nên chưa tới ngày bầu cử thì thật sự chúng ta cũng chưa biết là tiểu bang này sẽ thuộc về ai. Nhưng một lần nữa, vì con số cho thấy bà Harris đang dẫn đầu, cho nên Michigan vẫn thuộc về đảng Dân Chủ. Đây cũng sẽ là tiểu bang xanh nhạt. Kế đến là Georgia. Dựa trên tất cả những cuộc thăm dò thì chúng ta thấy rằng là ông Trump đã toàn thắng tại đây. Hiện tại ông Trump đang dẫn với con số 2,6 chấm, một con số cũng tạm ổn định. Năm 2016, ông Trump đã thắng Georgia với con số 5,1 chấm. Năm 2020, ông Biden đã thắng lại với 0,3 chấm. Và theo ý kiến riêng của tôi thì năm nay ông Trump có thể lấy lại tiểu bang này với có thể là từ 4-5 chấm. Cho nên Georgia sẽ là tiểu bang đỏ nhạt. Kế đến là North Carolina. Hiện tại, ông Trump dẫn tại North Carolina với 1,4 chấm. Và theo hai cuộc thăm dò gần nhất của hai nhà thăm dò đáng tin cậy nhất của năm 2020, chúng ta thấy ông Trump dẫn đầu với con số khả quan là 3 và 4 chấm. Chúng ta cũng nên nhớ rằng là qua hai cuộc bầu cử 2016 và 2020, ông Trump đều thắng cả hai lần. Và theo tôi, lần này con số sẽ cao hơn năm 2016, có thể từ 4-5 chấm. Cho nên North Carolina cũng là tiểu bang đỏ nhạt. Và đến lúc này thì chúng ta chỉ còn một tiểu bang duy nhất, đó là tiểu bang Pennsylvania với 19 phiếu đại cử tri. Đây cũng là tiểu bang có nhiều phiếu đại cử tri nhất trong 7 tiểu bang chiến trường. Và đây cũng là tiểu bang sẽ quyết định ai thắng thua trong cuộc bầu cử này nếu như tất cả những con số thăm dò kia trở thành sự thật. Hiện tại thì ông Trump đang có 268 phiếu và bà Harris đang có 251 phiếu. Ông Trump chỉ thiếu 2 phiếu đại cử tri mà thôi. Tuy nhiên, ông Trump vẫn phải thắng Pennsylvania mới vượt qua mức 270 để nắm lấy ghế tổng thống. Theo 4 cuộc thăm dò gần nhất, thì Fox News cho ông Trump dẫn 1 chấm, Insider Advantage cho ông Trump dẫn 1 chấm, Atlas Intel cho ông Trump dẫn 1 chấm, và Morris
và Morris cho bà Harris dẫn 2 chấm. Tính theo tỷ số bình quân thì ông Trump dẫn 0,3 chấm và nhìn vào dữ liệu của hai cuộc bầu cử về trước thì tỷ số thắng của ông Trump vào năm 2016 cũng khá nhỏ với 0,7 chấm và ông Biden thắng ông Trump với tỷ số 1,2 chấm cũng là một số rất nhỏ. Cho nên thật sự chúng ta chưa biết là Pennsylvania sẽ đích thực thuộc vào tay người nào. Và cộng theo tỷ lệ bình quân của cuộc thăm dò thì hiện tại ông Trump đang nhích hơn bà Harris tại Pennsylvania. Cho nên Pennsylvania sẽ là tiểu bang đỏ nhạt. Và kính thưa quý vị, con số cuối cùng cho thấy ông Trump sẽ thắng cuộc bầu cử với 287 phiếu so với 251 phiếu của bà Harris. Tuy nhiên, đây cũng chỉ là những con số thăm dò mà thôi, chưa có gì chắc chắn 100%. Từ đây đến ngày bầu cử chỉ còn có 5 ngày, cho nên chúng ta sẽ sớm biết kết quả mà thôi. Quý vị hãy bấm like nếu quý vị thấy những thông tin này hữu ích. Và nhớ subscribe, đăng ký cho kênh để theo dõi những tin tức mới nhất, nóng nhất của cuộc bầu cử tổng thống năm 2024 nhé. Phát ngôn và miệng của ông Biden có thể khiến bà Harris bại trận trước ông Trump. Trong làn sóng bầu cử Mỹ đang diễn ra vô cùng căng thẳng, hai ứng viên dốc sức chạy đua trong chặng nước rút. Những tấm phiếu của cử tri sẽ quyết định ai là thủ lĩnh mới của Nhà Trắng. Chính vì thế, từng câu nói, phát ngôn trong bối cảnh nhạy cảm này phải hết sức cẩn trọng, tránh gây nhầm lẫn hoặc không chính xác. Sự nhất quán và độ tin cậy của các lãnh đạo là rất quan trọng trong chính trị. Và bất kỳ phát ngôn nào làm giảm điều đó đều có thể ảnh hưởng đến kết quả bầu cử. Mới đây, ông Biden đã có phát ngôn vạ miệng, nguy cơ sẽ làm suy yếu vị thế của đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử. Nếu những phát ngôn này tạo ra hình ảnh tiêu cực về khả năng lãnh đạo hoặc sự nhất quán của đảng, điều đó có thể ảnh hưởng đến bà Harris khi bà tranh cử, nhất là nếu ông Trump tận dụng những sai sót này để chỉ trích và tấn công, từ đó làm giảm cơ hội của bà Harris trong cuộc bầu cử. Hậu quả có thể khiến bà Harris bại trận trước ông Trump. Ngày 30 tháng 10, Phó Tổng thống Kamala Harris đã làm rõ quan điểm về phát ngôn gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Joe Biden khi dường như ông đã lỡ gọi những người ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump là rác rưởi, khiến dư luận dậy sóng, theo đài CNN. Trong video vận động những cử tri gốc Latin bầu cho bà Harris, ông Biden đã chỉ trích cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden cuối tuần qua khi diễn viên hài Hinckley diễn giả sự kiện này nói rằng vùng đất Puerto Rico là hòn đảo rác nổi giữa đại dương. Ông Biden đã nhắc đến bình luận khiếm nhã này và nói rằng những người Puerto Rico là những người tốt, đàng hoàng, đáng kính. Rắc rối duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông ta. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm và không phải người Mỹ, ông Biden nói. Ngay sau đó, ông Biden đã đăng tải dòng trạng thái trên mạng xã hội X để làm rõ và giải thích những bình luận này. Tôi đã gọi những lời lẽ đầy thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ ông Trump phát biểu tại cuộc meeting ở Madison Square Garden là rác rưởi. Đó là từ duy nhất tôi có thể nghĩ ra để mô tả nó. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm, đó là tất cả những gì tôi muốn nói, ông Biden viết trên X. Trước làn sóng tranh cãi, bà Harris đã tự tách mình khỏi những bình luận này của ông Biden khi nói rằng bà hoàn toàn không đồng ý với việc chỉ trích người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai. Tôi nghĩ trước hết, ông Biden đã làm rõ những bình luận của mình, nhưng hãy để tôi nói rõ, tôi hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai. Các bạn đã nghe phát biểu của tôi tối qua và trong suốt sự nghiệp của tôi. Tôi tin rằng công việc tôi làm là đại diện cho tất cả mọi người, bất kể họ có ủng hộ tôi hay không, bà Harris nói trên đường băng tại sân bay quân sự Joint Base Andrews. Đảng Cộng Hòa nói rằng phát biểu của ông Biden là lỗi mới nhất trong một loạt lỗi phát ngôn của Tổng thống, đồng thời so sánh những lời này với phát biểu của bà Hillary Clinton vào năm 2016 khi bà gọi những người ủng hộ ông Trump là những kẻ đáng chê trách. Ngay sau phát ngôn vạ miệng của ông Biden, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mặc áo phản quang và ngồi trên một chiếc xe chở rác. Động thái này được cho là màn đáp trả của ông Trump sau khi Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như đã gọi những người ủng hộ ông Trump là rác rưởi, tờ The Hill đưa tin. Chiếc xe chở rác này đi theo đoàn xe hộ tống cựu tổng thống đến thành phố Green Bay, bang Wisconsin để tham gia buổi vận động tranh cử. Ông Trump đã ngồi trên ghế hành khách của chiếc xe tải và nói rằng ông Biden nên tự xấu hổ về phát ngôn của mình. Bạn thấy xe chở rác của tôi thế nào? Chiếc xe này là để vinh danh bà Kamala Harris và ông Biden, ông Trump nói. Mở đầu bài phát biểu ở Wisconsin, ông Trump tiếp tục khẳng định rằng 250 triệu người Mỹ không phải là rác rưởi. Chiến dịch tranh cử của ông Trump đã tích cực chia sẻ những bức ảnh về chiếc xe tải và cựu tổng thống ngồi ở trên xe này, trả lời báo chí. Đội ngũ này đã cố gắng tranh thủ tận dụng sự bất bình của những người ủng hộ ông Trump về phát ngôn của ông Biden. Trước đó, trong video vận động những cử tri gốc Latin bầu cho bà Harris, ông Biden đã nhắc đến phát ngôn của diễn viên hài Hinckley diễn giả cuộc vận động tranh cử của ông Trump tại Madison Square Garden cuối tuần qua, khi ông Hinckley nói rằng vùng đất Puerto Rico là hòn đảo rác nổi giữa đại dương.
Rắc rối duy nhất tôi thấy trôi nổi ngoài kia là những người ủng hộ ông ta. Việc ông ta coi thường người Mỹ gốc Latin là vô lương tâm và không phải người Mỹ, ông Biden nói. Tuy nhiên sau đó, ông Biden đã đăng trên mạng xã hội X làm rõ phát biểu này rằng ông gọi những lời lẽ đầy thù hận về Puerto Rico do người ủng hộ ông Trump phát biểu tại cuộc meeting ở Madison Square Garden là rác rưởi. Bình luận về phát biểu của ông Biden, bà Harris cho biết ông Biden đã làm rõ phát biểu của mình và khẳng định bà hoàn toàn không đồng ý với bất kỳ lời chỉ trích nào đối với người khác dựa trên việc họ bỏ phiếu cho ai. Chiến thuật của bà Harris nhằm công kích ông Trump chỉ là sự lãng phí thời gian. Khi ngày bầu cử Tổng thống Mỹ đang đến gần, nhiều nhà quan sát nhận định rằng việc bà Harris tăng công kích ông Trump dường như không có tác dụng và lãng phí thời gian. Trong những ngày tranh cử cuối cùng, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris tăng cường công kích ông Trump và cảnh báo về những nguy cơ mà nước Mỹ phải đối mặt nếu ông Trump quay trở lại Nhà Trắng. Tuy nhiên, đảng viên Dân Chủ tại một số bang chiến trường cho rằng chiến thuật này không mang lại hiệu quả, theo tờ Politico. Gần đây, bà Harris đã gọi ông Trump là rối loạn tâm thần, ngày càng mất kiểm soát và bất ổn, và không đủ tư cách để đảm nhiệm chức vụ. Bà Harris đưa ra những lời chỉ trích này sau khi ông Trump đe dọa rằng sẽ dùng lực lượng quân đội và hệ thống tư pháp để chống lại những người phản đối ông, cũng như mô tả các đối thủ chính trị của mình là kẻ thù từ bên trong. Cạnh đó, bà Harris tỏ ra ủng hộ ý kiến của cựu chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly, người đã từng phục vụ dưới thời ông Trump, rằng ông Trump là người giống như định nghĩa chung của chủ nghĩa phát xít và ngưỡng mộ trùm phát xít Đức Adolf Hitler. Bà Harris cũng cảnh báo rằng ông Trump muốn quyền lực không bị kiểm soát nếu được bầu lại và nhắc nhở cử tri rằng ông Trump đã kêu gọi đặt dấu chấm hết cho hiến pháp sau nỗ lực bất thành của ông nhằm lật ngược cuộc bầu cử năm 2020. Ngoài ra, chiến dịch tranh cử của bà Harris đã phát quảng cáo trên TV tại các tiểu bang chiến trường để cảnh báo về sự coi nhẹ của ông Trump đối với các hoạt động dân chủ. Tại bang chiến trường Michigan, giới quan sát và một số đảng viên dân chủ tỏ ra lo ngại về chiến thuật ở giai đoạn cuối của bà Harris, cũng như cho rằng bà Harris đã sa đà quá nhiều vào những vấn đề cá nhân của ông Trump. Họ lập luận rằng cử tri đã trở nên chai sạn với những lời chỉ trích ông Trump và những cảnh báo về ông. Hiện tại, các cuộc thăm dò cho thấy nền kinh tế vẫn là mối quan tâm hàng đầu với cử tri và ông Trump nắm giữ lợi thế về vấn đề này. Tại bang chiến trường Nevada, nơi kinh tế phục hồi rất chậm sau đại dịch, có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất và là một trong những bang đang mất cân bằng rõ rệt nhất về chi phí nhà ở và thu nhập, thì vấn đề kinh tế cũng là mối quan tâm hàng đầu của cử tri. Chiến thuật này không hiệu quả trong các cộng đồng đang phải vật lộn để kiếm sống, và đó chính là vấn đề. Bà Harris đang nói chuyện với những đối tượng không phù hợp. Chúng ta không thể tiếp tục vận động tranh cử dựa trên nỗi sợ hãi. Bà Sherry Gay Danugo, cựu hạ sĩ dân chủ ủng hộ bà Harris, nhận định. Còn đảng viên dân chủ ở thành phố Portage, bang Michigan, tên Karen Lansdorfer, chia sẻ: "Tôi không thấy chúng ta có thể lay chuyển bất kỳ ai bằng thông điệp đó, vì chỉ trích ông Trump của phóng viên. Thật mạo hiểm khi đưa ra quan điểm tiêu cực, bởi vì đôi khi những người độc lập không thích sự tiêu cực." Trên khắp Michigan, những người ủng hộ đảng Dân Chủ đang lo ngại rằng bà Harris đang bỏ lỡ cơ hội thể hiện chính sách của mình khi đảng Cộng Hòa tăng chỉ trích bà về nền kinh tế và chẳng khác gì với chính quyền tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Trước những quan ngại đó, chiến dịch của bà Harris cho biết đã tập trung nhiều vào vấn đề kinh tế trong các chuyến đi tới Michigan. Trong các chuyến đi của Phó Tổng thống đến Michigan, bà Harris đều tập trung vào sản xuất, củng cố nền kinh tế và giảm chi phí. Thượng nghị sĩ Derby Stay Now, đảng Dân Chủ Harris cho hay. Cạnh đó, giới quan sát và cử tri lo ngại rằng các cuộc công kích của bà Harris và ông Trump đang làm cử tri mất tập trung vào vấn đề mạnh nhất của bà là quyền phá thai. Tuy nhiên, bà Harris vẫn đang tập trung làm nổi bật vấn đề này khi hôm 25 tháng 10, nữ phó tổng thống đã tổ chức một cuộc vận động tranh cử lớn ở bang Texas, nói về mối đe dọa mà ông Trump gây ra đối với quyền phá thai. Tiếp sau đó, cựu tổng thống Barack Obama, trong khi vận động tranh cử cùng phó tổng thống Harris tại thành phố Kalamazoo, bang Michigan, đã gửi thông điệp tới những người đàn ông về vấn đề này. Tại Kalamazoo, bà Harris đã có bài phát biểu cũng nhấn mạnh đến các vấn đề về kinh tế như giảm chi phí nhà ở và giải quyết tình trạng tăng giá bất hợp lý